quý vị và các bạn, trong 210 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thì Mỹ vẫn đang đứng đầu về cả số người mắc bệnh và tử vong. Trong khi châu Âu đang là tâm dịch và là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, thì trong những ngày qua, số ca nhiễm và tử vong do virus SARS-CoV-2 tại khu vực Trung Đông cũng đang có chiều hướng tăng cao. Trong một cuộc họp thường kỳ mới đây, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu trong nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19, nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và tinh thần hợp tác của người dân. Riêng tại Tây Ninh, lúc 16 giờ ngày 22 tháng 4, bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 252 của Việt Nam đã được hồi phục hoàn toàn và được xuất viện. Đây là trường hợp thứ 3 được phát hiện nhiễm bệnh và điều trị tại tỉnh Tây Ninh. Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đối với những tỉnh, thành phố thuộc nhóm nguy cơ cao đến hết ngày 22 tháng 4. Đến ngày hôm nay, sau thời gian thực hiện cách ly, nhiều dịch vụ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã trở lại hoạt động. Sau thời gian thực hiện tiếp tục việc cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với 12 tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ cao, trong đó có Tây Ninh, bằng những biện pháp quyết liệt trong công tác kiểm soát dịch bệnh, thì đến ngày 22 tháng 4, Tây Ninh đã không còn ở nhóm nguy cơ cao và có thể dần nới lỏng việc cách ly xã hội để có thể dần trở lại ổn định sinh hoạt và sản xuất như trước đây. Tại Tây Ninh, trong ngày đầu tiên thực hiện việc nới lỏng cách ly xã hội, nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống và các dịch vụ khác cũng đang dần trở lại kinh doanh trên những tuyến đường lớn như Cách mạng tháng 8, đường 30 tháng 4. Các hộ kinh doanh quần áo, cắt tóc đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tương tự, trong các khu trung tâm thương mại mua sắm như chợ, siêu thị Co-op, các quầy hàng kinh doanh cũng đã lau dọn vệ sinh để chuẩn bị kinh doanh sau thời gian đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhiều dịch vụ giải trí như karaoke, spa, phòng gym và dịch vụ thể thao vẫn còn đang đóng cửa và ngừng kinh doanh. Riêng bản thân thì cảm thấy rất là vui tại vì được bán trở lại thì cũng ổn định kinh tế được hơn. Đợt rồi khi mà mình nghỉ thì bị ảnh hưởng kinh tế rồi cuộc sống rất là nhiều. Em mong muốn là tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn để cho em với lại các hộ kinh doanh khác được yên tâm kinh doanh trở lại. Chứ nếu như mà để cho nó bùng phát lại một lần nữa thì rất là khó kiểm soát. Mặc dù tình hình dịch bệnh đã có những biến chuyển khả quan và các dịch vụ kinh doanh đã dần trở lại hoạt động sau thời gian cách ly xã hội, tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 đang còn nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, thì nhiều nơi công cộng và người dân vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như thực hiện việc đeo khẩu trang khi ra đường hoặc là đến những nơi công cộng như là chợ, siêu thị, công viên. Tại siêu thị Co-op, người dân khi đến mua sắm và nhân viên các quầy dịch vụ trong siêu thị vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh như được kiểm tra nhiệt độ, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào mua sắm. Tại các cửa hàng kinh doanh cà phê, các quán ăn vẫn đảm bảo giãn cách xã hội, hạn chế khách ngồi ăn tại chỗ và ưu tiên hình thức bán mang về, hạn chế ngồi tại chỗ. Thì hôm nay là 23 tháng 4, ngày đầu tiên để thực hiện cái nới lỏng giãn cách xã hội. Thì Co-op đã cho các quầy kinh doanh trong khu vực siêu thị kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, thì trong giai đoạn này thì hệ thống Co-op chuẩn đề nghị các hộ kinh doanh ở đây tuân thủ theo cái quy định chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì giãn cách có hạn chế, thì vẫn thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang đến nơi công cộng, vẫn đo thân nhiệt khi mà đến siêu thị. Và bên cạnh đó, để các hộ kinh doanh, các quầy kinh doanh quay lại kinh doanh bình thường, thì siêu thị đã hướng dẫn các quầy thực hiện nghiêm túc về hướng dẫn cái chỉ thị 16 của Chính phủ trong cái việc đảm bảo giãn cách xã hội có giới hạn. Sau thời gian cách ly vào ngày 23 thì tuy hợp đồng lại, thì về phía lãnh đạo công ty cũng như là bên cấp mắt đưa ra một số chỉ thị thì bên em cũng đã tuân thủ và làm theo tất cả những hướng dẫn. Về phía nhân viên cũng như quản lý sẽ tuân thủ, thứ nhất là đeo khẩu trang y tế, thứ hai là vệ sinh khử trùng tay sạch sẽ. Thì hiện tại là bên em đã bố trí chỗ ngồi cho khách rất là thư thớt không, mọi lần thì thay vì bên em đã tắt một số phòng để hoạt động, bên em chỉ xếp một số chỗ ngồi cho cố định cho khách hàng thôi. Thứ nhất là khuyến khích khách hàng đem về nhiều hơn, thứ hai là để giảm thiểu cái lượng khách mà tập trung ở quầy quá nhiều. Thưa quý vị và các bạn, công tác kiểm soát dịch bệnh tại Tây Ninh trong thời gian qua được triển khai và thực hiện quyết liệt. Đến nay chưa phát hiện thêm ca mắc mới tại tỉnh. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh vẫn còn đang có nguy cơ lây nhiễm, người dân và các hộ kinh doanh vẫn cần thực hiện những biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Chuyên mục phòng chống dịch COVID-19 hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem và cập nhật những thông tin mới nhất về dịch bệnh COVID-19 hàng ngày trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số, YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại!